Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Wellspa, thương hiệu salon furniture đoạt nhiều giải thưởng nhất 4 năm liên tiếp. Astiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Đây là chương trình Việt Face Tonight với Anh Dũng, Thanh Thảo và Tyler Diệp. Chào đón toàn thể quý khán thính giả đến với chương trình Việt Face Tonight. Chúng tôi lại trở lại cùng quý khán giả thân mến trong phần tin buổi chiều ngày hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021. Và sau đây là những bản tin của chúng tôi trong chương trình đêm nay. Bắt đầu với tin Tổng thống Biden bổ nhiệm đặc sứ phụ trách di dân cho khu vực ba quốc gia ở tại Northern Triangle. Tòa Bạch Ốc có thể chia đôi dự luật ngân sách cứu nguy kinh tế thêm 3.000 tỷ Mỹ kim về hạ tầng cơ sở. Hoa Kỳ và đồng minh trừng phạt giới chức Trung Quốc vì đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Cựu Tổng thống Trump ủng hộ người thách thức viên chức bầu cử hàng đầu của tiểu bang Georgia. Cục Dự trữ Liên bang cho biết kinh tế Mỹ đang phát triển nhưng còn xa mục tiêu. Với sự ủng hộ mạnh mẽ của phía Dân Chủ thì dự luật chuyển DC trở thành tiểu bang được tái đệ nạp lên Quốc hội. Cảnh sát bắt giữ nghi phạm trong vụ nổ súng tại một ngôi chợ ở thành phố Boulder, tiểu bang Colorado. Nhiều người Mỹ sẽ nhận được 1.400 tiền trợ cấp vào ngày 24 tháng 3 trong đợt mới. Và hơn 1.000 người bị bắt ở Florida, lệnh giới nghiêm được kéo dài tiếp tục cho đến tháng 4. Đó là tất cả những bản tin mà lần lượt chúng tôi sẽ gửi quý vị trong bản tin chiều nay. Ngay bây giờ, thay lời Diệp sẽ mở đầu cho phần tin. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chính thức chỉ định ông Ricardo Zuniga vô chức vụ Special Envoy, hay là một đại diện đặc biệt, đại diện chính phủ Hoa Kỳ, để mà làm việc và phối hợp với ba quốc gia trong khu vực mà chúng tôi xin nôm na tạm dịch, đó là Tam Giác phía Bắc. Đó là bao gồm những quốc gia như là Guatemala, Honduras và El Salvador. Tại vì hầu hết những làn sóng di dân ở khu vực Trung Mỹ hướng về khu vực biên giới Tây Nam của Hoa Kỳ hiện nay là tới từ ba quốc gia này. Và ông Ricardo Zuniga có cái trách nhiệm làm sao phải phối hợp với Mexico và cũng như là ba quốc gia kể trên để mà làm chậm lại cái làn sóng di dân này, trong đó có đến hàng chục ngàn trẻ em dưới 18 tuổi. Một trong nhiều lý do mà chính quyền của Tổng thống Biden dựa vào để mà quy trách nhiệm cho cái làn sóng di dân này bao gồm những chuyện như là bạo lực, tham nhũng và cũng như là tình hình kinh tế quá tệ tại khu vực ba quốc gia trong cái khối Northern Triangle. Cho nên chính phủ Mỹ biết rằng muốn triệt để giải quyết vấn đề di dân bất hợp pháp từ ba quốc gia Trung Mỹ này là phải làm sao mà nâng cấp tình hình kinh tế ở tại những quốc gia này để cho người dân không có bỏ nhà để mà ra đi nữa. Kế đến là bản tin liên quan đến chính sách của chính phủ Hoa Kỳ, thưa quý vị. Ngày hôm nay, theo bản tin của CNBC, thì Tòa Bạch Ốc đang có một cái dự định là sẽ xem xét việc đề nghị sẽ chia đôi cái dự luật cứu nguy kinh tế liên quan đến hạ tầng cơ sở trị giá vào khoảng 3.000 tỷ Mỹ kim thành hai dự luật khác nhau. Và tờ New York Times cũng là lần đầu tiên đưa tin về điều này, về chính quyền của Tổng thống Joe Biden trong cái việc cứu xét này. Thưa quý vị cũng đã biết là Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu đưa thêm tiền vào nền kinh tế sau khi đã thông qua một cái ưu tiên hàng đầu của ông là dự luật cứu trợ kinh tế coronavirus trị giá 1.900 tỷ Mỹ kim. Và chúng ta hiện nay những người nào mà đủ điều kiện đã nhận được 1.400 Mỹ kim tiền chuyển vào ngân hàng hoặc là tiền gửi bằng check. Đây là một phần của cái luật cứu nguy kinh tế đó, nhưng đó là của vấn đề cá nhân hoặc là hỗ trợ các doanh nghiệp. Còn bây giờ cái số tiền mà sắp sửa đang được đề nghị là số tiền nó dành cho hạ tầng cơ sở, chống lại biến đổi khí hậu cũng như là thúc đẩy kinh tế Hoa Kỳ hiện nay đang cải thiện. Và phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Jen Psaki cho biết hôm thứ Hai là Tổng thống Biden chưa quyết định là sẽ tiến hành cái việc này như thế nào, vì vấn đề là mỗi lần mà phải có thêm ngân sách hoặc là dự luật ngân sách để làm điều này điều nọ thì phải có tiền từ đâu ra. Thì những cái cuộc thảo luận hiện nay đang diễn ra nhưng mà chưa có suy đoán, nói chung là người ta chỉ suy đoán chứ chưa biết là cái cách nào sẽ được đưa ra, hoặc là nếu mà hai cái dự luật thì cái con số của mỗi dự luật sẽ là bao nhiêu. Trước đây thì một số nhà ngân hàng đầu tư đã đoán là một trong những dự luật sẽ là khoảng 2.000 tỷ Mỹ kim, còn phần còn lại sẽ dành cho cái gì thì hiện nay chúng tôi chưa có chi tiết, nhưng mà có lẽ phần lớn của cái dự luật này sẽ liên quan đến việc
thay đổi hoặc là tình trạng hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ hiện nay đã xuống cấp khá nhiều. Vì lý do này mà thị trường chứng khoán ngày hôm nay các cái công ty về xây dựng, chẳng hạn Caterpillar là cổ phiếu của họ đã tăng lên. Mà những cái người mà muốn đổ tiền vào để mà thúc đẩy sản xuất, cải thiện hệ thống giao thông, mở rộng truy cập băng thông rộng tức là internet, cũng như là giảm lượng khí thải carbon sẽ là một vài cái mục tiêu trong cái đề nghị này. Thêm vào đó là vấn đề phổ cập đại học cộng đồng, rồi thay đổi và hoạt động tập trung vào việc giảm bớt bất bình đẳng xã hội và kinh tế thông qua việc đầu tư vào những người được nghỉ phép có lương và những cái trường đại học cộng đồng, cũng như là những cái chương trình kinh tế khác liên quan đến đại dịch coronavirus và phục hồi kinh tế. Và một lần nữa, hiện chưa có ai biết là tiền ở đâu ra, thì Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ thường có những cái chủ trương là sẽ tăng thuế của những người được gọi là những người giàu của nước Mỹ. Thì thời xưa đó, lúc mà đang tranh cử, thì ông Biden đã ủng hộ việc tăng thuế của doanh nghiệp lên 28% và giảm một phần những đợt cắt giảm thuế năm 2017 mang tính bước ngoặt của cựu Tổng thống Donald Trump. Và ông Biden cũng đã tán thành là tăng thuế xuất cận biên cao nhất, tức là cái mức cao nhất của những người có lợi tức cao lên tới 39.6% và đánh thuế trên tiền lời vốn cũng như là cổ tức ở cái mức thuế lợi tức thông thường cao hơn. Và đó là những cái biện pháp mà chính phủ sẽ làm. Trong ngày hôm nay, một số các quốc gia bao gồm Mỹ, Anh Quốc, các quốc gia Liên minh châu Âu và Canada đã công bố một số các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các quan chức Trung Quốc liên quan đến việc vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Vấn đề này là một vấn đề đặc biệt quan trọng vì đây là một nỗ lực phối hợp của các quốc gia phương Tây nhằm buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm liên quan đến các chuyến dịch truy quét, bắt giam tùy tiện, lao động cưỡng bức và cưỡng bức triệt sản đối với một số các dân tộc thiểu số nằm ở vùng viễn Tây Tân Cương, nơi mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và một số cơ quan lập pháp đã công nhận và đã lên án đây là một tội diệt chủng đối với tộc người Duy Cô Nhĩ. Các lệnh trừng phạt đã được đưa ra sau cuộc họp cao cấp Mỹ và Trung Quốc đầu tiên diễn ra tại Alaska vào tuần trước. Và qua đó người ta đã chứng kiến những cái đối đầu căng thẳng giữa Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken cùng với Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đối với các giới chức cao cấp ngoại giao của Trung Quốc. Tất cả những cái lệnh trừng phạt này được công bố vào ngày hôm thứ Hai hôm nay, và các quan chức có liên quan đến các quân đoàn sản xuất và xây dựng tại Tân Cương, viết tắt là SPCC, Cục Công an Tân Cương, SPSB và SPCC là một tổ chức bán quân sự kiểm soát một loạt các hoạt động kinh tế ở tại Tân Cương. Chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump vào mùa hè năm ngoái cũng đã trừng phạt cả hai cơ quan SPCC, tức là cầu quân đoàn sản xuất xây dựng Tân Cương và Cục Công an Tân Cương. Những cái công ty đã ký hợp đồng với nhiều công ty lớn tại Trung Quốc nhằm xây dựng các trại giam hàng loạt và các hệ thống giám sát tại Tân Cương. Đây là lần đầu tiên mà các quốc gia Liên Âu đã có một cái lệnh trừng phạt mạnh mẽ đối với Trung Quốc vì liên quan đến vấn đề vi phạm nhân quyền kể từ khi mà họ đã trấn áp vụ quảng trường Thiên An Môn diễn ra từ năm 1989. Những bản tin được kể trên được loan báo bởi Wall Street Journal. Thưa quý vị, quyết tâm trừng phạt những nhân vật chính trị trong Đảng Cộng Hòa mà đã không làm theo ý của mình trong kỳ bầu cử ở năm ngoái, trong ngày hôm nay, cựu Tổng thống Donald Trump đã chính thức ủng hộ dân biểu liên bang Jody Heiss thách thức ông Raffensperger, người mà phụ trách hệ thống bầu cử tại tiểu bang Georgia vào năm ngoái. Và đây là cũng là người mà đã không có đồng ý cái sự yêu cầu của cựu Tổng thống Donald Trump để mà tìm kiếm ra cho ông khoảng 11.870 lá phiếu trong kỳ bầu cử của năm ngoái. Ông Trump viết như sau trong thông cáo báo chí. Ông viết rằng Jody Heiss là một cái người mà chuyên môn đấu tranh cho khuynh hướng bảo thủ tại tiểu bang Georgia và là một cái người đồng minh rất là tích cực trong phong trào America First. Không giống như cái người bộ trưởng nội vụ đương nhiệm, Jody hiện nay là người có đầy đủ cái uy tín, và tôi tin tưởng 100% là Jody sẽ đấu tranh cho những cuộc bầu cử an toàn, công bằng và hợp pháp tại tiểu bang Georgia. Quý vị còn nhớ rằng là vào tháng 12 của năm ngoái, tờ Washington Post đã rò rỉ ra một cái đoạn điện đàm giữa thời đó là Tổng thống Donald Trump với là ông Brad Raffensperger, khi mà người đứng đầu tòa bạch ốc vào tháng 12 của năm ngoái đã kêu gọi là ông Brad Raffensperger phải nên kiếm ra cho ông
đủ phiếu phổ thông để mà thay đổi kết quả bầu cử tại tiểu bang Georgia, và ông Donald Trump là cái ứng cử viên Cộng hòa đầu tiên kể từ năm 1992 mà thất cử tổng thống tại tiểu bang Georgia. Kế đến là một bản tin liên quan đến nền kinh tế. Nói chung, hôm thứ Hai là ngày hôm nay thì Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang là ông Jerome Powell cho biết rằng nền kinh tế Mỹ đang cải thiện nhiều, và ông đã cảm ơn Quốc hội cũng như là Ngân hàng Trung ương đã cung cấp sự hỗ trợ chưa từng có. Nhưng đồng thời ông cũng cảnh báo rằng sự phục hồi kinh tế vẫn còn chưa hoàn thành. Ông nói, nguyên văn, sự phục hồi đã tiến triển nhanh hơn dự kiến chung và có vẻ sẽ được củng cố. Tuy nhiên, ông cũng nói trong những nhận xét để chuẩn bị cho phiên điều chỉnh trước Quốc hội vào ngày mai, sáng thứ Ba, ông nói rằng chi tiêu của các gia đình đã tăng lên và lĩnh vực gia cư đã phục hồi hoàn toàn, nhưng các lĩnh vực của nền kinh tế chịu ảnh hưởng bất lợi nhất bởi sự bùng phát trở lại của siêu vi khuẩn coronavirus và do sự giãn cách xã hội rộng lớn hơn vẫn còn yếu, cũng như là tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 6.2%, là cái mức độ cao trước cao hơn nhiều so với trước thời kỳ đại dịch COVID-19, và cái mức độ tham gia vào thị trường lao động vẫn còn ở mức thấp. Cho nên ông nói rằng sự phục hồi còn lâu mới hoàn thành. Vì vậy, Cục Dự trữ Liên bang sẽ phải tiếp tục cung cấp cho nền kinh tế sự hỗ trợ cần thiết cho đến khi nào mà nền kinh tế vẫn còn cần tới họ. Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và nhiều nhà dự báo tư nhân đang kỳ vọng vào mức tăng chi tiêu và tăng trưởng kinh tế trong những tháng tới, khi ngày càng có nhiều người Mỹ được tiêm chủng và bắt đầu sinh hoạt một cách rộng rãi hơn. Ông Powell nhấn mạnh kỳ vọng đó, nhưng đồng thời nhắc lại cam kết của Cục Dự trữ Liên bang trong việc sử dụng đầy đủ những công cụ của họ để hỗ trợ cho nền kinh tế và giúp bảo đảm sự phục hồi kinh tế từ giai đoạn khó khăn này sẽ càng ngày càng mạnh mẽ và càng tốt. 30 năm sau ngày đầu tiên mà dự luật để chuyển đổi Washington DC, thủ đô của Hoa Kỳ, trở thành một tiểu bang, thì nay nó lại được đệ nạp trở lại tại Quốc hội. Và luật này, dự luật này là dự luật HR 51, nó là một cái chủ đề của phiên điều trần của Ủy ban Giám sát Hạ viện vào ngày hôm nay thứ Hai. Và nó đã được Hạ viện do Đảng Dân Chủ thông qua trong một cuộc bỏ phiếu lịch sử diễn ra vào hồi năm ngoái. Tuy nhiên, vào lúc đó thì Thượng viện vẫn còn nắm giữ bởi đa số là Đảng Cộng Hòa, do đó mà nó đã không thể vượt qua tại Thượng viện. Và mặc dù các đảng viên Dân Chủ hiện nay ở tại Thượng viện Hoa Kỳ đang chiếm đa số, nhưng biện pháp này đối mặt với một cái tỷ lệ chênh lệch quá nhỏ mà cũng có thể khó lòng để dự luật này vượt qua. Dự luật này nhằm làm giảm quy mô của một quận thuộc liên bang và thừa nhận tiểu bang Washington DC để vinh danh những người theo chủ nghĩa bãi nô Frederick Douglass. Những người ủng hộ thì cho rằng mục đích của chính quyền tiểu bang là một cuộc chiến vì công bằng chủng tộc, vì người ta nhận thấy rằng phần lớn trong số 700.000 cư dân của DC là những người da màu. Trong phiên điều trần này thì thành viên của Hạ viện, của Ủy ban Hạ viện, dân biểu James Comer thuộc Đảng Cộng hòa của Kentucky cho biết là việc trao quyền để cho DC trở thành một tiểu bang là một vấn đề vi hiến. Và ông nói rằng tư cách của DC là một phần quan trọng trong chương trình nghị sự của phe cánh tả cấp tiến nhằm có thể định hình trở lại Hoa Kỳ, cùng với các thỏa thuận mới màu xanh để nhằm để lên là làm giảm sức mạnh của cảnh sát và có thể ảnh hưởng một cách tiêu cực đối với ngành, đối với tòa án tối cao Hoa Kỳ. Trong khi đó thì thị trưởng Washington là Muriel Bowser thì phản bác rằng vấn đề tranh chấp về tính hợp hiến để DC có thể trở thành một tiểu bang là một lập luận thiếu đức tin. Dĩ nhiên, hai phía hiện nay đang có những cái đôi co liên quan đến các cái lý giải để làm sao để chuyển đổi DC trở thành một tiểu bang thì vẫn còn là một cái đề tài lớn. Tuy nhiên, theo một dân biểu ở tại Hạ viện, thì cốt lõi của cuộc chiến giành vị trí này là về cái tính đại diện của Washington DC. Một số các thành viên của Đảng Dân Chủ nói rằng theo quan điểm của chúng tôi thì việc để 700.000 cư dân chủ yếu là những người da đen và da nâu không có phiếu bầu ở tại Quốc hội là một vấn đề phân biệt chủng tộc lớn. Và dân biểu này nói thêm là cư dân của DC cũng đóng thuế liên bang và cũng phục vụ trong quân đội nhưng không có đại diện, không có phiếu bầu ở tại Quốc hội. Và đây được xem là một bất công, và thành thật mà nói, nó sẽ là một vết nhơ trên nền Dân Chủ Hoa Kỳ. Thưa quý vị, một vụ xả súng đã xảy ra vào ngày hôm nay bên trong siêu thị King Super, một siêu thị trong thành phố Boulder của tiểu bang Colorado. Sau đó thì đài truyền hình CNN đã ghi nhận được cảnh sát đã còng tay một người đàn ông không mặc áo
và camera cũng ghi nhận được rằng là đã có vết máu trên người của ông này khi mà ông đã được còng tay đưa ra ngoài bởi hai cảnh sát viên và đưa đến xe cứu thương. Tới giây phút hiện tại thì cũng chưa có rõ là liệu cái người đàn ông này có dính líu trực tiếp đến vụ xả súng hay là như thế nào, là ông là nạn nhân hay là ông là nghi phạm của vụ nổ súng trong một siêu thị tại thành phố Boulder, tiểu bang Colorado trong ngày hôm nay. Cái đó là một bản tin đối với những người hội đủ điều kiện để nhận được số tiền nằm ở trong cái đợt thanh toán kích cầu khác của chính phủ. Cái số tiền là 1.400 Mỹ Kim được chuyển thẳng vào ngân hàng hoặc là được nhận bằng check hoặc là bằng cái thẻ debit card, tức là cái thẻ rút tiền trực tiếp. Thì thưa quý vị, bản tin của CNBC cho thấy là Bộ Tài chính và Sở Thuế vụ, tức là IRS, công bố là đợt thanh toán kích cầu khác dự kiến sẽ được gửi đến rất nhiều chương mục ngân hàng, sẽ diễn ra vào ngày thứ tư này, 24 tháng 3. Theo Sở Thuế vụ IRS thì làn sóng thanh toán thứ nhì bắt đầu đã được giải quyết từ thứ sáu tuần trước đối với những người nộp thuế nhận đủ điều kiện để nhận tiền đó thông qua tiền gửi trực tiếp. Mặc dù 24 tháng 3 là ngày thanh toán chính thức, nhưng một số người cũng có thể đã có quyền truy cập vào tiền của họ tùy thuộc vào ngân hàng. IRS cũng cho biết một phần lớn của đợt thanh toán thứ nhì sẽ được gửi qua đường bưu điện, mặc dù không cung cấp con số chính xác. Cơ quan IRS cho biết trong một tuyên bố, những người nộp thuế không nhận được tiền trực tiếp trước ngày 24 tháng 3 thì nên xem kỹ những cái thư được gửi về nhà để xem là trong thư có cái check của IRS hoặc là có cái thẻ debit card hay không. Và khoản thanh toán thứ ba thì được nói là có thể sẽ là hình thức khác đối với một số người nộp thuế so với hình thức cho hai lần đầu. Nhiều người có thể trông đợi một khoản thanh toán tiền gửi trực tiếp trong vòng này thay vì là những cái check hoặc là thẻ debit card. Và cái số tiền đợt đầu tiên đã được gửi ra vào tuần trước, dự kiến sẽ có nhiều đợt thanh toán hơn nữa trong tương lai. Nhưng đặc biệt là những người đã nộp thuế mà dùng cái nhu liệu của TurboTax hoặc là một công ty nhu liệu khai thuế khác thì có một số người đã gặp phải trở ngại bởi vì họ đóng cửa các ngân hàng lại rồi hoặc là vì lý do nào đó. Cho nên Sở Thuế IRS cho biết bất cứ một cái chương mục ngân hàng nào đã bị đóng cửa và họ không gửi tiền trực tiếp vào được, họ sẽ gửi check sau, nhưng mà cũng phải mất thêm vài tuần để giải quyết vấn đề này. Và nếu quý vị vẫn còn đang mong chờ cái đợt cứu trợ của mình mà mình đổi đủ điều kiện mà chưa nhận được, thì quý vị có thể xem cái hoàn cảnh của mình hoặc là cái số tiền của mình sẽ nhận được vào khoảng ngày nào. Quý vị có thể lên trên cái trang IRS Get My Payment, quý vị sẽ biết được là mình sẽ nhận được tiền vào khoảng ngày nào. Nếu quý vị nào không thể viết kịp hoặc là không thể nhớ được cái địa chỉ đó thì quý vị có thể truy cập lại cái bản tin mà chúng tôi đã gửi đến quý vị trong Việt Face Tonight ngày 16 tháng 3. Sẽ có cái địa chỉ rõ ràng để quý vị vẫn có thể vào cái trang nhà đó và để vào những cái information của cá nhân và sẽ hiện ra là liệu chúng ta có nhận được tiền vào ngày 24 tháng 3 tới đây hay không. Vâng, thưa quý vị, và bản tin cuối cùng trong phần tin chiều nay liên quan đến việc đã có hơn 1.000 vụ bắt giữ đã diễn ra tại bãi biển Miami Beach và các giới chức an ninh tại đây đã phải gia hạn cái đợt lệnh giới nghiêm và các cái tình trạng khẩn cấp kéo dài cho đến tận ngày 12 tháng 4 tới đây để nhằm đối phó với những đám đông lớn vẫn tiếp tục tụ tập về các khu vực bờ biển ở Miami vào cái đợt Spring Break. Những người thích tiệc tùng, những người ăn mừng trong các quán bar, các bãi biển nằm ở trong khu vực, bất chấp những cái lệnh cảnh báo liên quan đến vấn đề lây nhiễm coronavirus. Những cái đám đông thanh niên đã kéo về bãi biển Miami đã khiến cho cảnh sát phải cần tiến hành một cuộc trấn áp, bao gồm cả phải việc là sử dụng những cái quả bóng cay bắn vào đám đông. Theo cái lời tường thuật của các phóng viên thì những cái quả bóng cay này bắn thẳng xuống đất và sau đó thì nó vỡ ra, nó tung cái hơi cay làm cho những người nằm ở một cái phạm vi gần ở chung quanh quả bóng đó phải giãn ra xa, và nhờ điều này mà cảnh sát có thể giải tán bớt những cái đám đông tụ tập. Tuy nhiên hiện nay thì cũng đã có những cái dư luận lên án là việc cảnh sát sử dụng cái này có vẻ như là quá đáng. Các ủy viên của thành phố Miami Beach cho biết là họ đang gia hạn lệnh giới nghiêm từ thứ năm đến chủ nhật hàng tuần. Thứ năm đến chủ nhật hàng tuần. Và những lệnh giới nghiêm này sẽ kéo dài từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Và lệnh này sẽ được áp dụng kể từ hôm nay kéo dài cho đến ngày 12 tháng 4. Cho đến nay thì lực lượng cảnh sát đã bắt giữ hơn 1.000 người. Tất nhiên là số lượng này gấp đôi so với cái số lượng mà họ đã bắt giữ trong cái kỳ nghỉ xuân năm ngoái. Và họ nói rằng cái lệnh giới nghiêm này cần thiết để duy trì trật tự
để và ổn định lại trật tự tại khu vực này và nhằm đáp ứng với những cái lệnh liên quan đến tránh lây nhiễm coronavirus. Quản lý của thành phố là Raul Aguila thì nói với đài tin tức là ông tin rằng các du khách đã kéo về bãi biển Miami để có thể tham gia vào các hành vi vô pháp luật và họ thậm chí họ có thể làm bất cứ điều gì liên quan đến những cái thái độ liên quan đến vấn đề đảng phái nữa. Thì đây là cái điều mà cảnh sát ở tại Florida đã đưa ra ghi nhận tính cho đến giờ phút này. Và một lần nữa thì lệnh giới nghiêm này sẽ được kéo dài cho đến tận ngày 12 tháng 4. Quý vị nào có những cái kế hoạch đi nghỉ xuân, đi spring break ở tại Florida thì nên để ý đến những cái thời điểm này. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi mà anh Dũng gửi đến quý vị đã kết thúc chương trình Việt Face Tonight của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Wellspar, thương hiệu salon furniture đoạt nhiều giải thưởng nhất 4 năm liên tiếp. Astiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Sức khỏe yêu đời. Astiva được thành lập bởi một nhóm chuyên gia y tế gốc Việt với sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu sức khỏe và y tế của quý đồng hương trên 65 tuổi thông qua chương trình Medicare Advantage. Astiva gần gũi và tận tâm chăm sóc quý vị đồng hương như chính người thân trong gia đình. Hãy gọi ghi danh với Astiva để bắt đầu một cuộc sống mới khỏe mạnh và yêu đời. 1-866-610-0655. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời.